Chào khán giả của đài anh Ngay Lữ. Em thì lúc đầu em mua em chủ, nhưng mà giờ em hết chủ rồi. Giờ của cộng đồng là chủ, cộng đồng nước ngoài, cộng đồng Việt Nam là chủ. Mảnh đất này là đi vô thành phố khoảng 5-7 phút tới freeway 360 acre. Xưa mua tới giờ giá trị khoảng 20 triệu, thì giờ cũng hơn nhiều. Thì mua để lại cho cái ý tưởng ngày xưa. Thì mình qua Mỹ đây lúc 12, 13 tuổi bị kỳ thị, bị ăn hiếp quá, đi làm cũng ăn hiếp. Thì cho nên kiểu mới nghĩ ra làm chùa thì lợi lạc cũng không nhiều, Phật tử tu cũng không có tới đâu, thầy thì tùm lum hết. Cho nên mới nghĩ ra, buồn quá mới nghĩ ra mở công viên. Thì này là một cái công viên gọi là công viên Thiên Long Sơn, để mình đón tiếp tất cả những người đạo Công giáo, đạo Phật, không có đạo hay là người ngoại quốc, người Mỹ, người gì lên đây cũng được hết, chung vui hết. Mà đạo ai người đó giữ. Thì đây có khu Công giáo, ở đây cũng có khu Phật, ở đây cũng có khu những anh hùng dân tộc để cho mấy anh em HO. Thì trong kia đạo Phật thì cũng có điện Phật ở đây, điện mẫu, khu thờ Đức Mẹ, rồi Chúa Giêsu đầy đủ. Tôi thấy có Đức Thầy Tây An luôn nữa. Đức Phật Thầy Tăng nữa, sư phụ kiện. Thì nói chung cái này là mỗi công viên. Thường hồi xưa trước khi Covid thì người Mỹ lên đây đông, người Việt Nam Á Châu mình khoảng 30%, nhất là người Việt. Tại người Việt lo tiệc tùng bết đê, ăn nhậu nhiều quá, barbecue đồ, ít lên núi, mà của người Việt lại càng không thích lên nữa. Cho nên này người Mỹ lên nhiều. Thì không biết tương lai người Việt có lên đây không. Thì cái tâm hồn Việt là mong cho cái sự kỳ thị của người bản xứ với người mình nó có sự hòa đồng, để cho con cháu mình đi làm cũng dễ xin việc làm, rồi lên lương lên chức. Chứ mình qua đây 45 50 năm, bỏ cho biết bao nhiêu cái trình độ cao cấp ở vùng Silicon Valley này, kỹ sư bác sĩ không. Người Việt Nam mình ở đây bốn mấy năm dùng xe chẳng có chủ được cái gì, rất là buồn. Từ đó kiểu mới nghĩ ra mua cái mảnh đất này thì để cho mình có cái tự hào của người Việt của mình, rồi con cháu của mình lên đây để nó biết phong tục, rồi những lúc mà lên đây tập thể dục, đi bộ lên núi, lên tuốt trên đỉnh núi là 2.500 feet, đi bộ cũng cả 1 tiếng rưỡi 2 tiếng á, đi xuống đi, đi lên thôi là mất nửa ngày. Thì tập thể thao tinh thần thoải mái, phong cảnh rất là hữu tình. Rồi người Mỹ lên đây á, họ có những cái bản dịch của như Đức Trần Đạo, thì mình dịch bằng tiếng Mỹ, họ đọc họ rất là tôn trọng người mình, rất là anh hùng. Với lại mình có cái sự cho người Mỹ nó hiểu, khi nó ra chợ rồi Costco rồi nó nhìn Việt Nam với tàu giống hệt. Cái lên đây á, nó biết mình là khác hơn tàu, chống tàu 5.000 năm. Thì á, những cái khác đó gì thì một người Mỹ lên đây thì nó về hãng xưởng đó, nó sẽ nói lại cho 1.000 người Mỹ khác. Thì Ấn Độ cũng vậy, lên đây nó cũng hiểu được người mình nó cũng có một cái nền văn hóa rất là 5.000 năm, đâu phải là ít. Rồi là chống tàu kiên cường tới ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục chống. Có cái điều là với một cái khu riêng rất là lớn thế này đó, thì cái vấn đề làm vệ sinh rồi cỏ rác được cái, hoặc là người ta lên thì người ta bỏ xả rác nó, thì cái vấn đề đó thì Kiệt có phải 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 tốn kém take care như thế nào? Ở trên này hồi xưa mỗi chủ nhật có buổi ăn cơm trưa cả 1.000 người ăn á, ở dưới đó nấu hết á. Thì tại ta lên đây ta không ai muốn về, lên cái 4 5 tiếng là đói làm sao. Thì trên núi có mấy Phật tử thiện nguyện nấu cơm rồi vệ sinh tưới cây, thì cũng có những người Việt Nam mấy bác lớn tuổi lên đây phụ Dễ tưới thương. cây, trồng cây. Thì đa số là người tay bằng tay, nhưng mà trên này cũng có một cái ban, cũng có một hai người chính để mà lo những vấn đề lớn như điện hay là nhà Nước cầu rồi bị hư nước rồi thì cũng có. Còn những chuyện nhỏ nhỏ thì đa số cộng đồng cũng góp tay lên, cũng đông lắm. Mấy cái nhà này nè là của mấy em bé của
bên Công giáo kêu là Boy Scout á, đóng nó tặng á, Hướng Đạo, đó là mấy cái nhà này nè, rồi bên Hướng Đạo đóng, rồi cây á, thì cây bông hoa đền chú nuôi cây đẹp, rồi cũng mấy bác đồ lên ở nhà dư cây á, đem lên đây cứ thảy lên đây, thì có người trồng, thì người tay chân, rồi nhang đèn thì mình đây mình không có thùng phúc xương nha, đây là có 6 chỗ không, không danh, không lợi, không vận động gây quỹ, không chính trị, không có liên hệ bất kỳ tổ chức nào, thì cũng không có làm phiền ai, cái đó là việc để cái bản ngoài đó. Cho nên mình không có xin tiền của ai hết, mình không vận động gây quỹ, tất cả mọi chi phí trên này á là đều tiền của cá nhân của Kiệt để dành cả đời bỏ ra đây để mà làm. Rồi một phần nữa có công ty năm nào nó làm được á, thì nó bỏ vô cho ở trên này, còn nó làm không được thì ở này cũng có cái quỹ để mà đổ xi măng xây dựng. Rồi cũng có vài người phụ trên này, cũng có 2 chiếc xe bus chở người từ chân núi lên. Đó, thì sự sinh hoạt rất là vui vẻ. Nhưng tự vì có một số thành phần phá, nhất là cả trăm cái chùa ở dưới vùng xe dê, mấy thầy sợ mất Phật tử cho nên phao tin tầm bậy tầm bạ, rồi cứ đi gãi tiền đơn để mà đánh phá cái núi này. Thì đậu xe đầy ở ngoài đó. Hồi Tết đây cả mấy chục nghìn người, khoảng 30.000 người lên núi hồi Tết năm 2019. Thì bị đang thưa kiện. Thì mình mà dàn xếp được cái chuyện parking đậu xe đó, đừng cho traffic con đường đi vô á, thì cái núi sẽ mở cửa lại sớm. Thì hy vọng là trời Phật gia hộ cho người Việt, cho Bắc Cali để được mọi chuyện nó thuận lợi, để mở cửa lại. Chứ em cả năm nay luật sư tốn cả triệu. Ở này chuyện lớn đâu phải là cái chùa nhỏ đâu. Tại vì lúc trước mình đậu ở đây đầy ha. Rồi quá trời luôn, đủ thứ hết. Rồi mấy con đường nó bắt phải sửa lại, nó nói mình dốc cao quá. Thế nên làm gì cũng vậy, phải nhẫn nại, nó không phải tiền mấy đại gia ký check thì dễ, nhưng mà mang vậy bà bus mà lên đây đổ xi măng á mà trời nắng kìa. Không biết mấy đại gia có làm nổi không chứ em làm mấy năm trời. Về cây cối về phải trồng, tự mình phải làm, mình phải design cái này là tất cả mọi cái tượng phải đặt đâu là do em ngồi em suy nghĩ ra đặt. Chứ không phải là mình mua về mình đặt không đúng đâu ấy. Rồi phải làm nữa, rồi phải nghĩ ra cái gì safety, nhất là trẻ em nó lên đây cha mẹ là cứ lo đốt nhang nó chạy. Thì mình phải làm hết tất cả hàng rào chỗ nguyên cái núi này nít nó. Mình sinh hoạt được 5-6 năm mà chưa có cái tai nạn nào đáng tiếc xảy ra hết. Không có té gì hết, con nít chạy cũng không có lọt xuống núi nữa. Thì do là em phải ngồi em đi coi từ cái ngóc ngách coi nó là sự safety là quan trọng trên núi. Xe cộ cũng là quan trọng. Thì Tết năm 2019 ở đây có khoảng mấy chục người thiện nguyện nấu bánh tét. Em nấu gần 3-4 ngàn đòn bánh tét. Nấu với sao? Thì cái bà con lên đây ăn Tết nè, mấy cái gian hàng đồ ăn Tết thì mình ăn bánh tét với ăn dưa cải rồi thôi mà vậy mà vui đó. Thì Tết nhất mình cũng sinh hoạt rất là đông ở đây, nó có mấy cái clip của mấy người xưa tao quay á. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi thấy đó, tất cả những công trình hay là cái tâm nguyện, một cái điều mà như Kiệt vừa nói trước, anh là chủ nhân miệng và anh coi như là đây là của cộng đồng, nhưng mà một người đã bỏ ra bao nhiêu tiền đó, chưa nói mồ hôi và nước mắt cũng đã phải đổ ra đây trên từng cái bước đường, ngay cả vấn đề an toàn như thế nào. Thế nhưng có những cái sự ganh tị như vậy thì rất là đáng buồn, trong khi nhìn cái chung chúng thấy rằng đây là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt chúng ta. Nếu có điều đó nói những sự ganh tị đó thì Kiệt sẽ nói điều gì? Cái bên Phật giáo nó thằng này là thờ đạo Phật, chỉ thờ Tam Thánh thôi, Phật A Di Đà với Quan Thế Âm với Phật Quan Thế Chí thôi. Cái mình nói Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người tánh mỗi khác. Nam Mô Quan Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Thì con mỗi ý thì con thờ thần Trần Đạo, thờ Nguyễn Hùng Trực. Cái chửi mình tà. Bắt đầu mấy ông thầy ở đây nói mình là quỷ quái, chửi. Nói, mày thờ đạo Phật, mày thờ mấy ông thần. Ủa mấy họ, mấy ông không có công giữ nước làm sao mình có cái nước của mình. Vậy cũng nói mình nữa, ở bên Phật giáo. À, mà mình mở chùa nữa nghe,
bên công giáo thì ai cũng biết rồi đó, lên bước vô parking lot của Kiệt là phản Chúa nữa, cho nên gọi là tám bề thọ địch. Vâng, thưa quý vị, một cái ý tưởng rất là hay. Phải nói thẳng rằng không phải giống như ông Đạo Vừa ngày xưa mà vừa Nam Mô mà vừa ấy, nhưng mà ở đây là một cái nơi để nói lên những cái sinh hoạt của người Việt, những cái tôn giáo mà người Việt tôn thờ, kể cả những người anh hùng mà đã giữ nước người Việt, thì rõ ràng đây là một, có thể nói rằng nó giống như một, có thể nói rằng gần như là một cái Việt Museum, có đúng không ạ? Một cái bảo tàng vậy, để nói lên cái hình thành người Việt, thì cái điều này rất là hay, thưa quý vị. Kiệt ơi, bây giờ nếu có cái điều gì ao ước hay gửi gắm cho thế hệ con cháu sau này nữa thì Kiệt sẽ nói được gì Kiệt? Hy vọng khi sau 100 tuổi già của Kiệt, những cái thế hệ sau Việt Nam du học qua hay Việt Nam lớn lên ở đây thì cùng lên đây có cái không khí này, cùng hướng về để mà đoàn kết, để về xây dựng lại đất nước, thì cũng nhờ cái núi này có một cái nơi để mà quy tụ mấy trẻ em học sinh mới qua đó. Mình không biết nó là con ai, không biết, nhưng mà rồi mấy đứa lớn lên đây nó cũng thích lên đây lắm, nít nó lên đây chơi thích, thì gặp nhau làm bạn nhau để mà tiếp tục những cái công trình ở đây, là mục đích chính là vậy, đoàn kết dân tộc, đoàn kết cộng đồng, đoàn kết tôn giáo, tức nghĩa là hồn ai nấy giữ, đạo ai nấy lo, đừng có phải mà ngăn ngại quá. Chúa cũng kêu mình làm hiền, Phật cũng kêu mình làm hiền, đúng không? Lên đây là gia đình chồng đạo Chúa, vợ đạo Phật cũng lên đây được. Đúng. Anh đi chỗ kia, tôi đi chỗ này. Rồi cái xong 2 tiếng rồi cái vợ chồng đi ăn thì nó vui. Thay vì đi nhà thờ hay đi chùa thì hai bên không vô được, phải không? Cho nên chỗ này là chung hết. Dạ, thì sau này trong cái dãy núi Thiên Long Sơn, trong góc Túc Trâm á, thì có bỏ ra khoảng 100 triệu để mà xây khoảng 5-6 nghìn cái chung cư nhỏ nhỏ cho tất cả người Việt khắp năm châu, ai muốn về Bắc Tây Ly ở. Thì thay vì ở ngoài mình nói apartment 1000 square feet thì 2-3 ngàn đô, trong này mình chỉ lấy tiền điện, tiền nước thôi, vài trăm thôi, để dành tiền cho mấy bác để đi mua bông, mua nhang, đồ cúng Phật gửi về Việt Nam. Đó là cái niềm an ủi lớn của tuổi già. Rồi cả bản thân Kiệt bây giờ còn đi đứng được ở nhà bự, nhưng mà trong tương lai đâu biết, ở nhà bự lao đâu có nổi, xin căn nhỏ nhỏ chổng ở chung gần núi cho vui nữa. Lên đây là cả ngày không có đầu óc thảnh thơi lắm. Thì đó là tâm nguyện trong tương lai, và đồng thời có người mình vô ở, khi những người tuổi lớn tuổi mà vô thì con cháu sẽ vô, con cháu vô thì đi đâu, thì đi lên núi, lên núi thì nó sẽ gặp được những cái phong tục của mình, thì nó hiểu thêm. Đó là một cái cách mà Kiệt suy nghĩ để mà giữ cục đất này lâu dài, để cho những cái ban bệ trong tương lai mà khi Kiệt 100 tuổi già có ra đi á, họ không có làm gì được hết, chỉ có một cái là thành nguyên, gọi là nguyên cái làng của Việt Nam. Con muốn hỏi Kiệt nè, lý do nào đặt tên là Thiên Long Sơn? Thiên là trời, đúng không? Ai thích chữ Thiên là trời. Long là rồng. Long là rồng. Ở đẳng có hai cái bia của ông đang đứng đây nè. Thiên Long Sơn là núi. Hồi xưa thì cứ thấy mấy ông rồng bay ông giống đây hoài, hai ông hiện giờ ông đây, cho nên mình đặt nó một bia đẳng. Thấy, hồi nãy anh có lấy hai cái đó. Là ông đang đây đó, tự vì anh ông thấy thôi, em thấy, ông đây nè. Hồi nãy anh có lấy em hai cái hình ảnh đó. Em có mấy ông nhiều ông rồng, lúc nào cũng bay vòng vòng em á, hộ em, thiệt. Em không phải nói chuyện quan tử đâu, thiệt. Em chụp hình nhiều lắm, em bỏ lên mạng á. Em có 4 ông. Đó là gọi là Thiên Long Sơn là lý do gì? Đặt cái tên rồng trời. Chứ lúc đầu em đâu có biết đặt tên gì. Thấy ổng cứ bay vậy đó. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi để chấm dứt cuộc phỏng vấn này, chúng tôi rất là mong quý vị có dịp đi ghé lên Thiên Long Sơn. Thứ nhất là chúng ta hít thở được cái không khí thoáng đãng trong lành. Cái thứ hai là chúng ta nói theo như lời của anh Kiệt vừa nói, chúng ta đoàn kết, nắm tay với nhau để làm cho cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh, và làm cho nước Việt Nam chúng ta phải một ngày nào đó như Nhật Bản, như Đại Hàn, vân vân, chứ không thể mà nó tụt hậu như thế này, thưa quý vị. Cảm ơn Kiệt rất là nhiều. Cảm ơn Kiệt. Em cảm ơn anh Lê Ngự,
tới đây thăm viếng Thiên Long Sơn bữa nay cũng surprise.